Crimea đang trở thành tâm điểm của cuộc đối đầu Đông Tây. Những sức ép từ bên ngoài đối với cuộc trưng cầu dân ý tại Crimea trong 2 ngày nữa thực sự là rất lớn. Nhưng điều gì đang thực sự diễn ra tại bán đảo có vị trí chiến lược này? Phóng viên của truyền hình Việt Nam đã đến Crimea để cho chúng ta biết về điều đó. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ kết nối với anh Duy Nghĩa trực tiếp từ Crimea. Thưa anh Duy Nghĩa, các cuộc tập trận đang diễn ra xung quanh Crimea, tình hình có vẻ như ngày càng nóng lên. Vậy cảm nhận của anh về cuộc sống ở Simferopol như thế nào? Và các hãng truyền thông phương Tây đều cho rằng binh lính Nga đã kiểm soát hoàn toàn Crimea, thì quan sát thực tế của anh có cho thấy điều đó? Vâng, chào chị Hương Linh. Theo quan sát của chúng tôi sau hơn 2 ngày ở đây thì tình hình hoàn toàn bình thường. Mọi hoạt động diễn ra như mọi ngày, không có dấu hiệu của sự hiện diện của quân đội, không có xe tăng, không có tiếng máy bay gầm rú. Người dân vẫn đi làm, hệ thống giao thông công cộng, viễn thông, truyền hình vẫn trong trạng thái hoạt động tốt. Hiện trạng này có lẽ làm cho một số phóng viên phương Tây lúng túng vì họ đến đây như đến một điểm nóng, khác với những gì đang diễn ra tại Kiev cách đây mấy hôm. Những gương mặt vui vẻ của người dân tuyệt nhiên không có những người bịt mặt có vũ trang. Câu hỏi của chị về việc báo chí phương Tây đưa tin về sự hiện diện của binh lính Nga thì thực sự là chúng tôi không thấy có dấu hiệu gì cho thấy có sự hiện diện của quân đội Nga ở đây. Vâng, chị Hương Linh. Vâng, hôm qua anh có đề cập thông tin rằng là Thủ tướng Cộng hòa Tự trị Crimea lo ngại về một kịch bản can thiệp quân sự từ Kiev. Vậy thì thực hư của kế hoạch đó như thế nào ạ? Vâng, điều này có lẽ xuất phát từ những thông tin của truyền thông phương Tây. Theo tôi thì muốn can thiệp là một chuyện, còn thực tế có làm được hay không là chuyện khác. Bản thân chính quyền mới ở Kiev cũng đã từng tuyên bố là không muốn có một cái xung đột vũ trang. Nhưng hiện đang có những thông tin đáng báo động về việc chính quyền Ukraine thực hiện phong tỏa năng lượng bán đảo Crimea. Hiện bán đảo tự sản xuất khoảng 30% số năng lượng tiêu thụ. Để đối phó với tình hình này, thì Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa đã soạn thảo kế hoạch của mình phòng trường hợp nguồn năng lượng bị cắt. Từ Nga đã chuyển tới đây các trạm phát điện động cơ tuốc bin khí di động và 900 máy phát điện diesel từ thành phố Sochi. Ngoài ra thì theo Thủ tướng nước Cộng hòa Crimea thì nếu việc cắt điện diễn ra thì điều này sẽ đánh trực tiếp vào túi tiền của các công ty Ukraine. Thực tế ở đây cho thấy công tác chuẩn bị cuộc trưng cầu đã hoàn tất, 2 triệu lá phiếu đã được in và 1.204 điểm bỏ phiếu đã được chuẩn bị sẵn sàng. Có khoảng 400 nhà báo đại diện cho các cơ quan truyền thông đại chúng khác nhau trên thế giới hiện đang làm việc tại trung tâm báo chí ở Crimea. Khoảng 50 chuyên gia chính trị gia quốc tế tới từ 20 nước sẽ làm nhiệm vụ của quan sát viên cuộc trưng cầu dân ý này. Vâng, chị Hương Linh. Vâng, xin cảm ơn anh Duy Nghĩa với những thông tin trực tiếp và cập nhật từ hiện trường.